Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những thông tin mới nhất, chính xác nhất luôn được chúng tôi cập nhật để chuyển tới quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên sáp nhập được 46 thôn tổ dân phố để thành lập 23 thôn tổ dân phố mới. Trong đó đã sáp nhập được 20 thôn tổ dân phố có quy mô hộ gia đình dưới 50% tiêu chí và 26 thôn tổ dân phố được khuyến khích sáp nhập hoặc bị ảnh hưởng. Hiện toàn tỉnh có 828 thôn tổ dân phố, gồm 739 thôn và 89 tổ dân phố. Theo kế hoạch, trong năm 2024 sẽ tiếp tục sáp nhập 28 thôn tổ dân phố ở 5 huyện thị xã có quy mô số hộ gia đình dưới 50% tiêu chí là 150 hộ đối với thôn và 175 hộ đối với tổ dân phố. Nhiều nhất là huyện Ân Thi có 15 thôn tổ dân phố phải sáp nhập là ấp 12 và thôn Trại Giáo xã Bãi Sậy, thôn Yên Xá và ấp Bình Xá xã Cẩm Ninh, thôn An Dương xã Đào Dương, thôn An Vá xã Hoàng Hoa Thám, thôn ấp Phú xã Quang Vinh, thôn Đồng Mối xã Tân Phúc, thôn Kênh Bối, thôn Tòng Củ và ấp Cao Vân xã Vân Du, ấp Tân Dân xã Văn Nhuệ, thôn Phố Thôn, phố Hoàng Văn Thụ, phố Bùi Thị Cúc, thị trấn Ân Thi. Huyện Kim Động có một thôn là thôn Hoàng Độc, xã Song Mai, thị xã Mỹ Hào có ba thôn là thôn Phú Hữu xã Dương Quang, thôn Vinh Quang, thôn Lạc Dục xã Hưng Long. Huyện Văn Giang có ba thôn là thôn Gió Phòng xã Vĩnh Cúc, thôn Đồng Quê xã Bễ Sở, thôn Phượng Trì xã Tân Tiến. Huyện Văn Lâm có 6 thôn là thôn Cự Dũng xã Tân Quang, thôn Đồng Xá xã Lạc Đạo, thôn Đồng Xá xã Đình Dù, thôn Bình Đông và thôn Đình Tổ xã Đại Đồng, thôn Ga xã Việt Hưng. Dự kiến đến hết năm 2024 sẽ hoàn thành việc sáp nhập này. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, với tỷ lệ 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành, nhất trí thông qua các nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của 21 tỉnh, thành phố, trong đó có sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên. Trong giai đoạn 2023-2025 sẽ sắp xếp thành lập đối với 18 đơn vị hành chính cấp huyện và 487 đơn vị hành chính cấp xã để hình thành 12 đơn vị hành chính cấp huyện và 254 đơn vị hành chính cấp xã mới của 21 tỉnh thành phố gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Đà Nẵng, Hải Dương, Hải Phòng, Yên Bái, Kiên Giang, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Long An, Quảng Bình, Quảng Nam, Nghệ An, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Hưng Yên. Sau sắp xếp, giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện và 233 đơn vị hành chính cấp xã. Theo kế hoạch, sẽ có 525 người dôi dư ở cấp huyện, 5.917 người dôi dư ở cấp xã. Các tỉnh, thành phố đã xây dựng phương án chi tiết để bố trí sắp xếp và giải quyết đối với số cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư theo đúng quy định. Sẽ có 63 trụ sở cấp huyện dôi dư, 387 trụ sở cấp xã dôi dư. Các ý kiến của thành viên Ủy ban Thường vụ cơ bản tán thành với nội dung đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của 21 tỉnh, thành phố. Về thời điểm có hiệu lực thi hành của các nghị quyết tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giai đoạn 2023-2025, tỉnh Hưng Yên có 43 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp thành 21 đơn vị. Như vậy, sau sáp nhập, tỉnh Hưng Yên sẽ còn 139 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 22 xã so với trước khi sáp nhập. Tại cuộc họp, Ban Cán sự Đảng và thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 14 tháng 10 năm 2024, Sở Tài chính đã trình dự thảo nghị quyết quy định các nhiệm vụ chi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và mức hỗ trợ đối với các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Quốc Văn đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí 20 xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Theo đó, 2 xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính thành 1 xã được hỗ trợ mỗi xã 750 triệu đồng. 3 xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính thành 1 xã được hỗ trợ mỗi xã 1 tỷ đồng với tổng kinh phí 15 tỷ 500 triệu đồng nhằm phục vụ các nhiệm vụ chi như xây dựng phương án, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thông tin tuyên truyền vận động thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lấy ý kiến cử tri, tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri, các nhiệm vụ cần thiết khác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 330 NQ-BCSD ngày 14 tháng 10 năm 2024 về việc cho chủ trương xây dựng phương án sắp xếp đối với công chức dôi dư sau khi thực hiện cắt giảm biên chế theo quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung nêu rõ: nhất trí cho chủ trương xây dựng phương án sắp xếp đối với công chức dôi dư tại các sở ngành tỉnh theo đề xuất của Sở Nội vụ tại tờ trình số 217 ngày 20 tháng 9 năm 2024. Quá trình xây dựng phương án lưu ý một số nội dung sau. Đối tượng điều chuyển là những người làm công tác hành chính, kế toán, hành chính, tổng hợp, tổ chức nhân sự, văn thư lưu trữ trong các sở ngành thuộc diện phải sắp xếp. Ưu tiên những người làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ nếu có nhu cầu. Các sở ngành có công chức dôi dư cần sắp xếp phải xác định rõ đối tượng sắp xếp và cung cấp danh sách đối tượng điều chuyển. Trường hợp không cung cấp danh sách hoặc cung cấp danh sách đối tượng không phù hợp thì Sở Nội vụ chủ động tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Các cơ quan đơn vị còn biên chế công chức chưa sử dụng chủ động bố trí sắp xếp tiếp nhận công chức có trình độ chuyên môn phù hợp hoặc cơ bản phù hợp với vị trí việc làm còn thiếu. Trường hợp không có nhu cầu tiếp nhận công chức thuộc đối tượng điều chuyển thì cắt biên chế chưa sử dụng của cơ quan, đơn vị để thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Điều chuyển công chức về các cơ quan còn biên chế chưa sử dụng trên địa bàn thành phố Hưng Yên hoặc theo nguyện vọng của công chức để tạo điều kiện cho công chức yên tâm công tác, không làm xáo trộn, ảnh hưởng lớn đến tư tưởng, đời sống của công chức. Công chức thuộc đối tượng điều chuyển về cơ quan còn biên chế chưa sử dụng nhưng không có nguyện vọng về cơ quan đó thì thực hiện điều chuyển về đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của sở chủ quản hoặc thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án sắp xếp đối với công chức dôi dư đảm bảo các nội dung nêu trên, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Trước đó, ngày 1 tháng 8 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 123 về sử dụng biên chế cán bộ công chức cấp xã gắn với sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên thực hiện sắp xếp 25 đơn vị hành chính, có 43 đơn vị hành chính bị tác động do sắp xếp, cụ thể như sau. Huyện Khoái Châu sắp xếp 10 đơn vị hành chính thành 5 đơn vị hành chính mới, giảm 5 đơn vị hành chính. Huyện Yên Mỹ sắp xếp 9 đơn vị hành chính thành 4 đơn vị hành chính mới, giảm 5 đơn vị hành chính. Huyện Tiên Lữ sắp xếp 7 đơn vị hành chính thành 3 đơn vị hành chính mới, giảm 4 đơn vị hành chính. Huyện Ân Thi sắp xếp 6 đơn vị hành chính thành 3 đơn vị hành chính mới, giảm 3 đơn vị hành chính. Huyện Kim Động sắp xếp 4 đơn vị hành chính thành 2 đơn vị hành chính mới, giảm 2 đơn vị hành chính. Huyện Phù Cừ sắp xếp 2 đơn vị hành chính thành 1 đơn vị hành chính mới, giảm 1 đơn vị hành chính. Thành phố Hưng Yên sắp xếp 5 đơn vị hành chính thành 2 đơn vị hành chính mới, giảm 2 đơn vị hành chính. Tổng số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh sau sắp xếp là 139 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 phường, 8 thị trấn, 178 xã. Dự kiến số biên chế cán bộ công chức cấp xã của 139 đơn vị hành chính cấp xã này theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP là 2.843 người, giảm 319 người so với số biên chế giao năm 2024, cụ thể như sau. Huyện Khoái Châu 426 biên chế, giảm 72 biên chế. Huyện Ân Thi 350 biên chế, giảm 40 biên chế. Huyện Yên Mỹ 263 biên chế, giảm 74 biên chế. Huyện Kim Động 296 biên chế, giảm 27 biên chế. Huyện Tiên Lữ 220 biên chế, giảm 60 biên chế. Huyện Phù Cừ 247 biên chế, giảm 16 biên chế. Thành phố Hưng Yên 305 biên chế, giảm 30 biên chế. Huyện Văn Lâm 235 biên chế. Huyện Văn Giang 228 biên chế. Thị xã Mỹ Hào 273 biên chế. Theo quy định tại quyết định số 46/QĐ-BTC-TVK, đến hết năm 2026, tỉnh Hưng Yên thực hiện giảm 100 biên chế và theo phương án sắp xếp đến hết năm 2029, hoàn thành việc giảm 319 biên chế,